mình bán từ 6 giờ sáng anh. Đúng rồi, 6 giờ sáng tới 11 giờ. Dạ. Em tới 4 chi nhánh rồi, thầy mở thêm chi nhánh nữa ở đây. 4 chi nhánh rồi hả? Đúng rồi, bên Bình Thạnh. À. Cái này là đúng gốc Huế hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ở đây có bún bò giò với là bún bò xíu quách. Đúng rồi, bún bò giò, bún bò xíu quách. À. Giá là 38 ngàn rồi kìa. Dạ đúng rồi, 38 ngàn bún bò giò là có nạm giò chả. À. Quá là hấp dẫn luôn à. Ở dưới có giò ở dưới con. À giò cô luộc bên này kia, còn cái này là nước nấu thôi, giò bên này xíu quá, xưa lắm còn thịt giò này. Dạ dạ. Cái này là nước nấu thôi. Cái này thành phẩm này nó nấu ra rồi, là giò xíu quá. Xương mà luộc cái đầu đuôi này. Dạ dạ, để vô mình. Wow, ok, xin chào mừng quý vị và các bạn. Đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ là bún bò Huế Kim Hương. Ở Sài Gòn thì chúng ta có 4 chi nhánh nha các bạn. Khá là hấp dẫn và cái quán rất là lớn luôn các bạn. Nằm ở cái địa chỉ là 174 Phan Huy Ích nha mọi người. Của quận Gò Vấp. Bún bò Kim Hương các bạn. Quay 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 cho các bạn xem. Đó. Đây hình như là chả này các bạn. Chả. Cái này là chả hả bạn? Các bạn thấy rất hấp dẫn không? Gân chả nè. Rất là nhiều luôn. Ủa cái này là chả chả gì anh? Chả đó. Chả cua hả? Đó là ngon luôn. Cái này nó sụp sụp sụp. Trong đó là cá luôn. Chị còn có hả? Có, anh chị là chi nhánh 1. Cái nạn với nạn gân hả? Đang ngồi ngồi dễ cho con lại đi. Ủa về hả? Anh đây, anh đây. Thích rất là đông nha các bạn. Chị trong công viên rất là sạch sẽ luôn. Mở lâu cho chị, cái chỗ này mở lâu chưa? Ở đây hả? Dạ. Ở đây mới mở được mấy ngày, em ở bên 124 Phan Huy Ích, em mới về qua đây mở lại được 5 ngày. Dạ, dạ.
Cái này là mình làm theo đúng cái phong cách gốc của người Huế luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bán xuyên suốt từ sáng tới 22 giờ luôn hả? Dạ bán từ 6 giờ sáng tới 22 giờ. Quay vào phía trước thôi, trong. Dạ. Trong rồi ok. Tô này là bao nhiêu tiền? Tô này là tô tái nạm 38.000. À. Ở đây có 3 mức giá là 38.000, 30.000 và 45.000. 45.000 là đặc biệt đầy đủ luôn. Mà có xí quách nữa không? Đúng rồi, đây là đặc biệt là xí quách luôn. À. Đây có 4 xí quách, hoặc là có xí quách bán ký đem về. Tái 1 nạm. Nó nhìn hấp dẫn quá mà. Anh ở bên trên nào đó, cái gì? Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Tệ đến là chừng nào lên? Chắc mai. Cái này là chả cây á, chả quế. Chả quế à. À, đó bịch, người ta mua đi nhiều hả chú? Đúng rồi, ta đem về đó. Đem về nhiều không? Ăn tại chỗ nhiều không? Người ta ăn tại chỗ có đông không ta? À, mua về cũng nhiều mà, ăn tại chỗ cũng nhiều. À, đây là cái menu này các bạn.
nó thơm cái mùi bò các bạn. Cái này có xả rồi hay? Xả. Xả hành taro là mỡ nổi. Được 1.000 tô mà. Thì bán được 1.000 tô. Cái này chị nhánh bên khoa nhân trị á, khoảng ngày là 1.000 tô. À. Ở đây thì mới một ngày 500. Ngày cuối tuần thì khoảng tầm 670 tô. Bên giá, bên giá. Người ta đánh với cái từ khóa gì? Từ khóa là bún bò kim hương. À, bún bò kim hương. Bún bò kim hương. Thì bây giờ nó có bốn chi nhánh, còn ba chi nhánh ở bên Hiệp Thạnh đó. Dạ. Ở bên bên 118. 118 Phan Văn Trị. Vâng. Đó là chi ở đây bán lẻ hay bán riêng ra hay bán chung trong cái tour tour bún bò chị? Không hồi lá không? Lá chuối á. Rất là hấp dẫn lắm. Hôm nay mình hơi trẻ và là cái chỗ có một cái nồi vậy nè, để dạng như để nấu kia xí quất các bạn, nhưng mà xí quất bây giờ nó hết rồi. Mai quay cho bạn xem là cái xí quất bò. Tôi đặc biệt là 45 kè không? Có xí quất đầy đủ không?
sẽ có nạm, giò, chả, gân. Dạ. Nếu mà khách hàng mà không ăn giò thì có thể thay bằng tái hoặc là xí bắp. Dạ. Đây nhìn rất là hấp dẫn các bạn, cái gì là cái anh chị bán ở đây cũng rất là vui tánh luôn. Dạ. Và bây giờ tôi sẽ kết thúc video ở đây. Thì cái địa chỉ chỗ này là 174 Phan Huy Ích ở thuộc quận Gò Vấp các bạn. Ở đây có bán rất là nhiều ở trên app này, và cái từ khóa của nó là bún bò Huế Kim Hương nha các bạn. Bún bò Huế Kim Hương. Rồi, cái giá bình dân là 30k, bún bò giò là 38k, và đặc biệt á là xí quách bò cực ngon, ở đây giới thiệu cực ngon. Và mình sẽ quay lại đây khi mà cái thời điểm mà anh chị bán, cái lúc đầu giờ các bạn, đầu giờ. Giờ bán ở đây là từ lúc 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm luôn mọi người. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye. Rất là hấp dẫn các bạn. Đây là cái tô bún bò giò 38k của bún bò Huế Kim Hương nha mọi người. Ở đây nổi tiếng như là có cái bún bò gọi là giò xíu quách siêu ngon 45k, nhưng mà nãy mình quay là hết rồi.